Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Rồi hôm nay mình sẽ làm clip này khoe món quà của có hai bạn. Hồi sáng nay tới nhà mình chơi xong rồi bạn cho mình món quà. Trời ơi, mình sẽ khoe cho các bạn xem nha. Đây. Biết chưa? Nhìn mặt tôi buồn cười không? Mà nhìn tao mà có thấy buồn cười không? Vâng, không thôi, tao nhìn cao. Đây là cái món quà mà bạn ấy tặng. Mới sáng, tức là mình lúc trưa bạn ấy từ sáng, bạn ấy ở dưới Đắk Lắk. Bạn có một bạn trai, một bạn gái. Bạn trai thì ở dưới Bình Dương, còn bạn gái ở dưới Đắk Lắk. Thế là hai bạn ấy đi từ sáng nay là đi từ Bình Dương tới Đắk Lắk các bạn ạ. À đâu, Bình Dương tới đây các bạn ạ, đi xe máy tới đây. Đấy, mới chưa là mình mới tỉnh dậy một cái là hai bạn đã tới rồi đấy. Đây là món quà của bạn tặng cho mình. Một chữ gớm không? Nhưng mà cái mặt này kiểu như là mặt kiểu như là kiếm chuyện hả mày? Quýnh mình luôn á. Ý vậy đó. Bạn ấy còn có hai món các bạn ạ. Một con gấu này, với cả một cái túi. Mình sẽ mở tất cả món quà này ra cho các bạn xem bên trong nó có gì nha. Cái này mở sao ta? À đây. Bạn này thì bạn ấy ở trong cái nhóm fan cứng của mình các bạn. Ôi, lúc mà bạn ấy ở đây á, mình kêu là thôi mình tính quay camera nha, tính quay làm clip và lúc bạn ấy ở đây luôn á. Nhưng mà bạn ấy chắc ngại hay sao mà không chịu. Không chịu thế là thôi. Thế là mình chỉ chụp hình thôi. Gì đây? Con chim nè. Đấy, tặng cho mình con chim. Bên trong cái này có con chim nha. Để mình xem bên trong là có những cái gì nhá. Đấy. Ủa sao cái giấy này giống ôi có bức thư các bạn đây. Úi trời. Cái bạn này bạn ấy viết thư. Trời ơi. Bức thư mà bạn ấy bằng viết bằng cái giấy này nó cái này mà thấm nước là nó hư luôn á. Từ từ ha, đọc bức thư xong ha. Giờ mình sẽ xem chẳng còn cái gì nữa nha. Ten ten. Wow, tê bèn. Một chiếc áo các bạn ơi, một chiếc áo Nakarot AIC. Trời ơi, Nakarot AIC luôn. Ghê chưa. Một chiếc áo Nakarot AIC mọi người ạ. Với quê liều ơi. Trái tim nè. Thôi bạn ấy bạn này vẫn gấp sau thành trái tim này đéo các bạn. 5.000. Quá trời luôn. Con chim trái tim quá trời luôn. Đây là cái đầm nha các bạn. Nhìn là biết cái đầm rồi đó. Đây là à. Trái tim con cánh. Trái tim nữa nè. Trái tim này nếp bằng 5.000 nè. Hai trái tim nè. Trời ơi, ai mà khéo tay dữ vậy trời. Trái tim nữa nè. Wow. Cái tim nữa nè. Đeo không. Cả 5.000 luôn các bạn ạ. Thế rồi nha. Đó. Đây là cái áo mà bạn ấy tặng cho mình. Trời ơi, dễ thương quá.
Anh cài nốt AIC skin. Skin AIC vài con gấu. Bây giờ thì mình sẽ xem sơ qua cái bức thư này cho các bạn xem nhá. Hello anh Hảo. Úi dồi ôi. Run các bạn. Run. Hello anh Hảo. Úi dồi ôi nè. Mình sẽ đọc cho các bạn xem nha. Hôm nay em thăm anh Hảo, thứ nhất là để thỏa lòng đam mê, thỏa lòng mong ước bấy lâu của em. Úi trời ơi. Còn thứ hai là em cũng muốn gặp anh để xin lỗi anh vì thời gian tới em không có thời gian để ủng hộ anh nhiều nữa. Nhưng cứ khi nào có thời gian em rảnh nhất định sẽ trở lại ủng hộ anh nữa. Vì một số lý do cá nhân nên không cản cho em nha. Mình biết. Mình biết mà. Tại vì hồi nãy bạn ấy kể là thời gian tới là bạn ấy chuẩn bị đi học tiếng ấy. Để đi qua bên Nhật làm việc ấy. Thì thế nên chắc sẽ không có thời gian. Hồi nãy anh vừa nói. Thì ra là thế. Chúc anh luôn giữ vững phong độ. Chúc gia đình thành công trên con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của mình. Chúc gia đình anh luôn hạnh phúc. Hôm nay em tặng anh chiếc áo này và cho anh 5.000. Trời ơi, và cho anh 5.000 nữa cơ. Đây 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 đây, nhìn xin 5.000 đấy các bạn. Trời, nghĩ sao vậy? Cho thiệt luôn hả? Nói chơi nhưng mà làm thiệt. Thì nó thích quá đi hả? Coi như skin mới. Nhớ test skin mới nha anh. Chắc ở đây quá, skin này quá. Em chẳng giỏi văn nên không biết viết gì nhiều nên em nghỉ đây. Bé Thanh Thanh. Đây. Đây. À, thì bạn ấy có tới và chúa chụp hình cùng mình và bạn ấy úp trên cái hội fan cứng ấy, hội fan cứng của mình ấy bạn. Đấy, còn bạn nào mà muốn vào cái hội fan cứng thì các bạn có thể truy cập vào đường link dưới phần mô tả video ấy. Có cái hội fan cứng anh Hảo ấy, các bạn có thể truy cập vào đấy. Nói chung là anh em ở trong đấy rất là vui. Kiểu giống như là chém gió ấy, rất là vui ấy. Hòa đồng và thân thiết lắm. Đó chỉ là cái hội fan của mình thôi. Mình lập ra để cho dành cho tất cả các bạn fan cứng của mình truy cập vào. Đấy là dành cho tất cả các bạn fan cứng nha. Còn bạn nào mà không phải fan cứng thì mình không nên tham gia làm gì. Tại vì cái hội đó là chỉ có hình của mình thôi. Và đây, ui, mình sẽ thử cái skin luôn cho các bạn xem nha. Mặc áo luôn, test luôn cho các bạn xem. Đây, các bạn thấy áo đẹp không? Đẹp mà. Skin mới đây. Đẹp không? Các bạn thấy đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đây là món quà các bạn đã gửi tặng. Con gấu. Trời ơi, gấu đã quá. Này mở sao ta? Mình sẽ mở ra cho mọi người xem nhé. Thôi xong. Này, gấu không đẹp quá, trông quá. Cái lúc mà bạn ấy ở đây á là mình có tính quay clip rồi. Nhưng mà bạn ấy lại bảo thôi. Thế là thầu. Chắc là mình ngạc. Cũng có. Đây mình sẽ. Ui, con gấu. Đen. Trời đất ơi, cái con gấu này nó bự. Người ta là gấu dễ thương đúng không? Cái con này nó bự. Có bà ấy mà kêu là em tìm mãi mới được con gấu. Nó khoai nó to. Kêu là em tìm mãi được con gấu nó biến thái. Giống anh. Vãi cả liều. Ủa mình biến thái lắm hả? Đâu có đâu đúng không? Hơi không có biến thái mà. Con này nó cũng voi quá anh ơi. Con voi. Ủa sao tôi cười mà mày không cười? Hư nè. Đố hư các bạn. Hư nè. Ăn gì to dữ vậy? Chết nè. Nhìn cái con gấu rồi mình cười các bạn. Trời ơi nè. Nè con gấu nè.
nhớ nhau không? Xem cái mặt nó kiểu kiểu này chứ. Mình giống nhau. Rồi, thì giờ nói chung là mình cũng cảm ơn Thanh Thanh đã gửi món quà này cho mình. Cảm ơn Thanh Thanh nhiều nha. Tại vì mình có kết bạn với bạn ấy rồi. Còn bạn nào mà không gửi quà cho mình ấy thì các bạn có thể comment chúc này kia kia là được rồi. Nói chung là bạn nào mà có điều kiện thì có thể gửi quà cho mình, nhưng mà bạn nào không có điều kiện thì thôi cũng được bạn ơi. Các bạn không nên quá phải quan trọng cái vấn đề quà cáp làm gì. Cái này kiểu như bạn ấy thích mình thì bạn ấy muốn tặng cho mình món quà kỷ niệm. Tại vì mình nghe nói bạn ấy chuẩn bị đi qua bên Nhật làm việc ấy, học tiếng xong rồi qua bên đấy làm việc, nên ra thì chắc không có thời gian, sợ sau này không có thời gian thì có thể tới đây chơi, nên ra bạn ấy cố gắng trước khi qua bên đấy thì các bạn có thể tới đây gặp mình lần đó và gửi tặng mình món quà. Rồi đây, đây là món quà của bạn Thanh Thanh và một bức thư, cái áo và 5.000 và rất là nhiều hình bạn ấy gấp đẹp quá trời các bạn ơi. Bức thư này chắc là mình phải để cẩn thận đấy. Nói chung là tất cả những bức thư mà tất cả các bạn viết tay gửi cho mình rất là thích bức thư viết tay này. Đây là cái điều quan trọng mà mình chắc phải kiếm một cái tủ kính hoặc là cái tủ gì đấy, mình sẽ cất hết những bức thư để vào, không hôm sau là thất lạc là không tìm được. Tất cả các bức thư của các bạn gửi tặng cho mình ở những cái clip trước ấy thì mình đều cất riêng một chỗ rồi. Quan trọng là mình thấy quan trọng nhất là vẫn là cái bức thư này, đó là tình cảm với cả các bạn. Thì đây là món quà của bạn Thanh Thanh. Đây là một cái món quà của bạn ở ngay dưới bù đốp mình đây thôi. Bạn ấy gửi cho mình từ cái lâu lắm rồi, nhưng mà mình vẫn chưa mở ra, tại vì mình chờ cái clip nói chung mọi quà ở đấy thì mình mở luôn. Mở sao ta? Mình chưa biết bên trong này cái gì, nhưng mà đây bạn ấy kêu là cái món quà này bởi em tự tay làm. Thế mình muốn mở ra xem bên trong có cái gì nhá. Bạn gửi món quà này là bạn ở ngay ở dưới, ở gần ngay chỗ mình mọi người ạ. Bạn ở dưới bù đốt này thôi. Đi từ đấy lên đây là chỉ có tầm 15-20 phút thôi. Cái gì hả? Wow. Một nút gỗ mọi người ạ. Trời đất ơi, muốn quá. Kêu là cái đây là món quà của bạn ấy tự làm bằng tay các bạn. Đẹp không? Nút gỗ. Người ta bảo nút bạc, nút vàng. Còn đây là nút gỗ nha. Chúc mừng anh Hảo. 1, 3, 0. 10 triệu người đăng ký các bạn ơi. 10 triệu người đăng ký. Vừa thì chắc là chỉ trong mơ thôi, chứ thật sự ra nói 10 triệu đăng ký là mình kênh của mình chắc là không bao giờ đạt được rồi. Nhưng mà không sao, đây là một cái nút mà mình đã đạt được 10 triệu người đăng ký các bạn ạ. Của bạn ngay ở ngay dưới ngay đây các bạn ạ. Bạn này bạn lên chỗ mình 2 lần rồi. Lần đầu tiên thì bạn ấy nói chung là ở ngay đây, đâm ra bạn ấy lên 2 lần. Lần nào cũng lên 4-5 người ấy. Đấy, đây là món quà của bạn ấy dành tặng cho mình. Rồi. Đẹp không? Các bạn thấy đẹp không? Nè. Cho tất cả các bạn xem đẹp không? Đó. Rồi thì mình cũng cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ mình trong cái thời gian qua. Chúc tất cả các bạn xem clip vui vẻ. Nói chung là mình thì cũng không có đi mức độ được quá xuất sắc, nhưng mà mình cũng chỉ muốn làm những cái clip cho các bạn xem vui vẻ thôi. Tại vì đôi lúc thì các bạn cũng khá là nhiều công việc áp lực, áp lực từ công việc đến việc học hành, rồi từ gia đình. Nói chung là ai cũng có một cái áp lực riêng.
kể cả mình cũng có, tất cả mọi người đều có, không có ai là sung sướng hết trơn. Từ khi các bạn ấy không suy nghĩ thì các bạn mới có thể là ấy thôi. Nếu bạn bạn nào đã gọi là trưởng thành thì các bạn vẫn buộc phải có áp lực. Thế mình muốn làm những cái clip vui vẻ cho các bạn xem khi mình cũng gọi bạn mệt mỏi, những lúc rảnh rỗi thì các bạn xem thôi. Được tất cả các bạn ủng hộ thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Cảm ơn Minh Thanh, cảm ơn bạn đã tặng cho mình tất cả những món quà này. Cảm ơn bạn. Bạn ấy tên gì nhỉ? Hình như là Long Hồ hay gì ấy. Đúng rồi, tặng cho mình cái nút này. Bạn ấy tặng cho mình từ chủ nhật, hình như là 1 tuần hay 2 tuần rồi ấy, nhưng mà mình chưa bóc. Mình đang chờ một cái món quà khác để mình bóc luôn một lần luôn. Đó, thì đây. Gỗ các bạn ơi. Cho nó xinh đẹp. Đẹp, đẹp quá, đẹp, đẹp. Rồi, gấu cũng đẹp nữa. Này đẹp quá trời đẹp luôn. Trời ơi, quá tài. Em phải đi kiếm cái bằng được. Cái con gấu bông biến thái giống anh. Khoai to. Bà em còn kiểu nó khoai to mới chịu cơ. Quá cái trưởng ạ. Này đã đủ to chưa? Không biết nói gì hơn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết clip của mình nha. Chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ. Nhớ like, đăng ký kênh và comment để ủng hộ mình nha. Các bạn nếu các bạn không có điều kiện thì các bạn có thể comment gì đó, chúc anh vui vẻ làm việc thành công này đó, các kiểu thứ cũng được. Mình vẫn đang đọc hết tất cả các bình luận của các bạn. Nếu mà các bạn rảnh rỗi thì hãy comment thật nhiều để giúp mình có thêm đề xuất nha. Hiện tại kênh YouTube của mình cũng gần được 300 người đăng ký. Các bạn đăng ký kênh để giúp mình đạt được 300.000 người đăng ký nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Bye bye. Cảm ơn tất cả các bạn vào clip sau.